nhỏ dễ thương, rất là dễ thương. À, cái bồn với bác Ken không? Dạ. Cái bồn với bác Ken. Ờ, thấy hai đứa cháu của chú Hoài Linh rất là dễ thương. Dạ. Thấy hai đứa cháu quá thì dễ thương luôn, mà tôi hồi đó mà chú đó đi qua chú được đi chở qua đây xin cái chiếc nhà của lên. Sáng nay cô đi xe gáp đó nè con. Xe gáp. Cô đi thì sáng sớm là đi đất hai đoạn rồi. Còn không biết á xuống đằng chỗ quận 3 bên kia kìa. Dạ. Ở thăm cho nó phải đâu cần sợ không biết được. Cô đến từ đâu cô? Cô ở Kiên Giang mà ở chỗ Kiên Giang. Dạ. Ở Kiên Giang thì cô cũng ở Tiền Giang, à, cũng gần Kiên Giang. Kiên Giang. Kiên Giang. Ở chỗ ở Bình Tân. Chỗ Bình Tân nhưng mà Bình Tân. Không bán mà bán đồ mà ông vừa mà được gặp. Dạ. Không bán được. Bán được rồi con không. À, có một cô ở Kiên Giang, có một cô ở Kiên Giang mến mộ chị Hồng Loan cho nên đến đây để thăm chị Hồng Loan cũng như mua một số món quà. Hiện tại bây giờ thì chị Loan cũng đang có nhà hả cô? Dạ. Dạ. Mà đánh lên mạng sợ tới chứ. Có gì đâu. À, đây là mấy lúc con ủng hộ cô Loan nhiều lắm. Tại mà con gái nó làm ở đây lâu rồi, nó gành đường, nó biết chạy xe, nó đi hồi đám chú Hoài Linh, con gái nó đi. Chú Vũ Linh. Vũ Linh. Dạ. Thấy cô Loan lên mạng bắt đầu tiêm hai đứa cháu rất là dễ thương. Chú phải vậy đừng có đăng lên mạng. Dạ. Đăng lên mạng mà cỡ nữa chứ. Có sao đâu cô. Con chào mấy chú, chúc mấy chú được ăn vui, được hạnh phúc, được bình an nghe nghe chú. Dạ. Dù mấy chú đi tới đâu cũng được mạnh khỏe cả nhà nghe. Dạ. Thấy ở đây mấy chú vui vẻ ha. Dạ. Dạ. Mấy kèn với bé buồn đó cô. Dạ, dễ thương. Mấy chú quay, quay mấy chợ, cho mấy chú quay đừng có lên mạng, không chợ. Đừng có đăng lên mấy túc ha. Ôi, em chợ mấy chú ha. Con cũng có khách đến mua hàng của chị Lo thôi, của chú anh chị và các bạn. Dạ, cũng ở gần đây. Cô mua rất là nhiều hàng thôi cô chú anh chị và các bạn. Nếu cô chú anh chị cảm thấy kênh hay có nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và kênh một like nhé. Để kênh có đồng độc và video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Thôi vừa rồi là
À, có một cô đến mua cơm trái, lần đầu tiên dùng nhé, mua cơm trái để ăn thôi cô chú anh chị và các bạn. À, chị Hùng Long thì bán một là cơm trái, hai là mít, nói chung là rất là nhiều, mình cũng không biết nữa, không biết chị Hùng Long đã bán bao nhiêu món hàng nữa, nhưng mà có rất là nhiều, quan trọng nhất là mít sấy các bạn, hồng treo gió nữa cô chú anh chị và các bạn. Vâng, nghe một nguồn tin á là chị Hùng Long vừa nãy đi là đi đi lên mộ cụ cậu Năm Dù Linh thưa cô chú anh chị và các bạn. Chắc bây giờ đang trên đường về, tại vì chị Hùng Long lên trển á thì rất là nói chung là thời gian chị Long ở trên trển á chỉ có 50 phút thôi. 50 phút thì chị Lo sẽ đi về nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị và các bạn thân mến, mình đang quay tại nhà của chị Lo, nhà của cô Nam Dụ Linh thôi cô chú anh chị và các bạn. Qua này là của gì khách nào gửi tặng anh? Qua của bạn của chị Hồng Lo, bạn của chị Hồng Lo gửi tặng nhé. Ủa? Là qua đó của ai? Ngày này là bắt đầu là cụ